ở trên quần áo luôn luôn có những cái như thế này để chỉ dẫn. Một màu như thế này thì cũng không sao, hoặc là người ta in vào như thế này tốt, không sao. Thế nhưng cái áo này thì lại khác. Đây. Thì lại nhiều như thế này. Đấy. Ở trên cổ đã có cái nhãn này rõ ràng rồi. Nhưng ở đây lại nhiều hướng dẫn đến như thế này. Đấy. Chi chít. Không cần thiết. Khi mặc vào rất vướng, rất khó chịu. Ví dụ như cái áo này. Một tí thế này, tốt. Còn có thể dùng để treo áo nữa. Đấy, có thể dùng để treo áo. Trong này có một màu thôi. Tốt. Cái áo này có một chút cũng tốt, nhưng mà nó vẫn vướng lắm. Đấy, nó bé tí thì không sao, mặc vào nhiều khi ngứa ngáy. Cái áo này có đúng một màu này thôi, không ảnh hưởng gì nhiều, rất nhỏ. Thế nhưng cái sơ mi này thì lại khác. Này. Một, hai, ba, bốn. Vướng vít khó chịu. Máy bịt vào đây.
cái này gây khó chịu, nó chạm vào gáy, ngứa ngáy, nhưng mà nó lại máy liền như thế này. Nếu mình cắt sát thì nó sẽ đâm vào cổ còn ngứa hơn. Đấy. Vì thế mình cắt cắt xa ra như thế này. Sau đó xé ra. Cái này nó mềm, nó mềm, nó đụng vào gáy sẽ không gây ngứa ngáy nữa, mềm. Cái con thể thao tốt, mà đây này, đó, gây khó chịu. Cái này thì lại có một cái dễ khác, cái này thì mình có thể cắt sát này. Rất mềm rồi, không ảnh hưởng gì nữa. Đấy, cái này nó cọ ngứa lắm, nhưng mà nó rất dễ vì người ta có hai đường máy này, chỉ được cắt lần này.